thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về tăng cường kiểm tra xử lý đảm bảo an toàn thực phẩm. Vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh tiến hành đợt kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Qua đợt kiểm tra phát hiện có cơ sở chưa thực hiện nghiêm những quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, cũng có không ít cơ sở thực hiện tốt vấn đề này, nhất là các doanh nghiệp nước ngoài. Buổi kiểm tra bếp ăn tập thể của công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Canon Việt Nam tại khu công nghiệp Phố Nối A. Mỗi ngày, bếp ăn này cung cấp 1.900 suất ăn cho cán bộ nhân viên, công nhân của người Nhật và người Việt Nam. Bên cạnh việc tuân thủ đầy đủ các quy định, quy trình nấu ăn của đơn vị cung cấp dịch vụ là công ty Sao Việt Nam có trụ sở ở Hà Nội, công ty điện tử Canon Việt Nam còn xây dựng và đạt các tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu và tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO. Trong đó có những yêu cầu nghiêm ngặt về đảm bảo an toàn thực phẩm. Đây cũng là điều kiện để sản phẩm, thiết bị máy in của công ty có thể thâm nhập vào thị trường châu Âu và các nước khác. Là một doanh nghiệp nông công nhân, chúng tôi hết sức chú trọng đến đảm bảo an toàn thực phẩm. Năm 2022, chúng tôi đạt tiêu chuẩn RPA là quy tắc ứng xử của Liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm của Liên minh châu Âu EU. Chúng tôi cũng đang xây dựng tiêu chuẩn ISO 45.000 là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO. Trong các tiêu chuẩn này, đều có những yêu cầu quan trọng khắt khe về đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Về chất lượng mấy cả về phần khẩu phần ăn ấy thì bọn em là cảm thấy hài lòng và đủ năng lượng để mình làm trong công việc. Trong 17 cơ sở vừa được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên kiểm tra, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Quang Minh Hưng Yên ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, đơn vị cung cấp suất ăn cho một công ty ở xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang bị xử phạt 25 triệu đồng do vi phạm quy định đối với cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Một số các cái tồn tại tại địa phương hiện nay thì là về cái công tác thanh tra kiểm tra thì vẫn còn hạn chế. Số lượng cơ sở kiểm tra so với thực tế thì là vẫn là rất là nhỏ. Đặc biệt nữa là cái công tác xử lý phạm hành chính ở tuyến các cái huyện, thị xã, thành phố thì hiện nay là cái số lượng xử phạt vi phạm rất là ít. Trước đó, trong đợt cao điểm tháng hành động vì an toàn thực phẩm vừa qua, toàn tỉnh tổ chức được gần 190 đoàn kiểm tra giám sát đối với hơn 4.200 cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm. Tuy nhiên, để đảm bảo trong năm 2023, kiểm tra giám sát ít nhất 60% trong tổng số trên 12.000 cơ sở trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, thì trong những tháng cuối năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn cần tăng cường công tác này, nhất là đối với tuyến huyện, tuyến xã. Và quan trọng hơn hết, không chỉ chú trọng vào số lượng cơ sở được kiểm tra, mà qua đó phải kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm.